Bộ Y tế vừa cấp phép cho một phương pháp xét nghiệm mới để phát hiện khẳng định người nhiễm SARS-CoV-2. Phương pháp GenExpert được sử dụng để xét nghiệm vi khuẩn lao với độ đặc hiệu và độ nhạy rất cao trong mạng lưới phòng chống lao Việt Nam từ năm 2012. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, bản chất của xét nghiệm này cũng là real-time PCR, nhưng ưu việt hơn khi hệ thống này hoạt động hoàn toàn tự động, con người can thiệp vào rất ít, chủ yếu là khâu lấy mẫu và kết quả sẽ có trong vòng 35 đến 45 phút. Hệ thống xét nghiệm này đã được chương trình chống lao quốc gia trang bị nhiều địa phương và nhân lực cũng đã thực hiện nhiều xét nghiệm này để sàng lọc người mang virus lao. Dự kiến ngày 15 tháng 8, Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ nhập 16.000 test từ Thụy Điển để sử dụng cho hệ thống GenExpert. Sau đó, bệnh viện sẽ phân bổ ưu tiên cho các điểm nóng như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm COVID-19. Các địa phương khác cũng được tập huấn để thực hiện xét nghiệm này. Với việc đưa phương pháp này vào sử dụng, song song với phát hiện nhanh bệnh nhân COVID-19, chúng ta có thể phát hiện ra những người mắc lao phổi, có phần sớm chấm dứt bệnh lao trong cộng đồng. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, bên cạnh việc rút chuyên gia từ Đà Nẵng về hỗ trợ cho Hà Nội, Bộ Y tế còn giao cho 4 đơn vị hỗ trợ Hà Nội tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho 70.000 người. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế trong cuộc họp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về các giải pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ mua thiết bị test nhanh PCR được thuận lợi, mong muốn các bệnh viện trung ương tiếp nhận mẫu ngay từ chiều nay để đảm bảo tiến độ xét nghiệm. Ông Chung cũng đề nghị xác định bệnh nhân 751 tại Hải Dương là ca bệnh của Hà Nội. Với các cái ca bệnh của Hà Nội hiện nay thì chúng tôi đề xuất là công bố thì là 5 ca, nhưng thực tế Hà Nội là 6 ca. Bởi vì cái ca mà của Hải Dương ấy thì là ông đi Hải Dương thì trường hợp này là chỉ có rẽ vào để xét nghiệm thôi. Chứ còn thực ra cái quá trình về đi lại ăn ở và suốt từ ngày 20 tháng 7 cho đến nay thì là ông ở Hà Nội hết. Thế cho nên là chúng tôi phải tính là cái ca này là ở Hà Nội và cái quá trình xác minh liên quan đến F1, F2 là phải ở Hà Nội là chính. Các bệnh viện trung ương trên địa bàn thủ đô khẳng định đã sẵn sàng lực lượng, cơ sở vật chất, hỗ trợ cho Hà Nội. Để đảm bảo cho hoạt động khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã xây dựng bộ tiêu chí bệnh viện an toàn cụ thể, yêu cầu sớm triển khai trong thực tế. Thì trên cái cơ sở chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng và cái đề nghị của đồng chí Chủ tịch là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cho thành phố chúng ta tiến hành thật nhanh cái việc xét nghiệm PCR. Và hiện nay thì Bộ Y tế cũng đã thảo luận thống nhất với các đồng chí ở trong các cơ quan ấy, thì sẽ giao cho 4 cái đơn vị chính và 4 đơn vị này sẽ tiến hành xét nghiệm khoảng 70.000 mẫu xét nghiệm PCR cho thành phố Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai 40.000, Bệnh viện Nhi 10.000, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 10.000 và Viện Vệ sinh Tế Trung ương 10.000. Thì xin báo cáo ông chí Chủ tịch và ngay chiều nay thì các ông chí gửi mẫu về cho các cơ quan này. Chúng tôi chỉ có đề nghị thế này, cái tốc độ xét nghiệm ấy, thì Trung ương ấy, là sẽ làm rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề về tốc độ lấy mẫu và cái việc điều phối mẫu giữa các đơn vị thì đề nghị thành phố phải giao cho Sở Y tế thành phố kết hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ. Và cái kế hoạch này là Bộ hỗ trợ toàn bộ cho thành phố Hà Nội. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định sẽ phối hợp tập trung toàn diện với Hà Nội, quyết tâm bảo vệ thủ đô trước sự lây lan trở lại của dịch bệnh COVID-19. Ngay sau cuộc họp với Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì một cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện. Cũng trong sáng nay, Trung tâm Y tế 12 quận và huyện Phúc Thọ bắt đầu triển khai lấy mẫu dịch hầu họng với người về từ Đà Nẵng để tiến hành xét nghiệm RT-PCR.